Điêu khắc là một hình thức nghệ thuật có lịch sử lâu đời, xuất hiện trong nhiều nền văn minh cổ đại và phát triển qua hàng ngàn năm. Nghệ thuật này không chỉ là sự sáng tạo mà còn đòi hỏi kỹ thuật tinh tế và sự hiểu biết về vật liệu, công cụ cũng như phương pháp tạo hình. Các kỹ thuật điêu khắc, từ chạm khắc, đúc cho đến đắp vài ghép đều góp phần quan trọng trong việc tạo ra những tác phẩm nghệ thuật độc đáo, có giá trị thẩm mỹ và ý nghĩa văn hóa. Điêu khắc không chỉ gói gọn trong lĩnh vực nghệ thuật mà còn được ứng dụng rộng rãi trong kiến trúc, thiết kế nội thất và nhiều ngành công nghiệp khác. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá một số kỹ thuật tạo hình điêu khắc nổi bật cũng như ví dụ thực tế và tầm quan trọng của chúng trong đời sống hàng ngày. 1. Kỹ thuật chạm khắc carving. Kỹ thuật chạm khắc là một trong những phương pháp tạo hình cơ bản và lâu đời nhất, sử dụng công cụ để loại bỏ từng lớp vật liệu từ khối ban đầu, tạo thành các hình dạng mong muốn. Chạm khắc trên gỗ, đá hay thậm chí là xương và sừng đã trở thành một nghệ thuật quan trọng trong nhiều nền văn hóa, từ người Hy Lạp cổ đại đến các nghệ nhân Nhật Bản. Ví dụ, những bức tượng Phật tại chùa Long Mườn ở Trung Quốc là minh chứng tuyệt vời cho kỹ thuật chạm khắc đá tinh xảo. Ưu điểm của chạm khắc là tạo ra các tác phẩm chi tiết với độ chính xác cao. Tuy nhiên, nhược điểm là kỹ thuật này đòi hỏi tay nghề cao và thời gian lâu dài để hoàn thiện tác phẩm. Hơn nữa, không phải vật liệu nào cũng dễ dàng xử lý, như đá cứng thường gây khó khăn cho nghệ nhân, dẫn đến rủi ro hỏng hóc trong quá trình thực hiện. 2. Kỹ thuật đúc casting. Đúc là kỹ thuật sử dụng khuôn để tạo hình từ các chất liệu như kim loại, thạch cao hay nhựa. Quá trình này cho phép tạo ra những tác phẩm có hình dạng phức tạp mà khó có thể đặt được bằng tay. Một ví dụ nổi bật của kỹ thuật đúc là tượng nữ thần tự do ở New York, được đúc từ đồng và là một biểu tượng văn hóa quan trọng của nước Mỹ. Ưu điểm của kỹ thuật đúc là khả năng sản xuất hàng loạt, phù hợp cho các công trình lớn hoặc khi cần sao chép nhiều bản. Tuy nhiên, chi phí đầu tư ban đầu vào khuôn và công nghệ đúc có thể cao và việc đúc không phù hợp cho những tác phẩm yêu cầu sự tinh tế cao ở từng chi tiết nhỏ. Mặt khác, đúc cũng dễ tạo ra sản phẩm không đồng đều nếu quy trình không được kiểm soát chặt chẽ. 3. Kỹ thuật tạo hình bằng đất sét clay modeling. Đất sét là vật liệu mềm dẻo và dễ dàng tạo hình, vì vậy kỹ thuật này thường được áp dụng trong việc làm mộng trước khi thực hiện tác phẩm bằng vật liệu cứng hơn. Tạo hình đất sét giúp nghệ nhân dễ dàng điều chỉnh và sửa chữa trong quá trình làm việc. Một ví dụ tiêu biểu là các tác phẩm của Auguste Rodin, nhà điêu khắc nổi tiếng người Pháp, với nhiều bức tượng bắt đầu từ việc tạo hình đất sét. Ưu điểm lớn của kỹ thuật này là sự linh hoạt, cho phép nghệ nhân thử nghiệm nhiều ý tưởng khác nhau trước khi quyết định thiết kế cuối cùng. Tuy nhiên, tác phẩm đất sét dễ bị hỏng nếu không được bảo quản hoặc nung đúng cách và không thể giữ được lâu dài mà không có quy trình xử lý chuyên biệt. Vật liệu này cũng không thể sử dụng cho các tác phẩm ngoài trời do dễ bị hư hỏng bởi yếu tố môi trường. Những kỹ thuật điêu khắc này đều mang lại những giá trị riêng biệt trong nghệ thuật và đời sống, giúp nghệ sĩ thể hiện tài năng sáng tạo của mình và để lại dấu ấn văn hóa bền vững. 4. Kỹ thuật đắp modeling. Kỹ thuật đắp hay còn gọi là modeling liên quan đến việc sử dụng các vật liệu mềm dẻo như đất sét, nhựa hoặc cao su để tạo hình các tác phẩm điêu khắc. Đắp cho phép nghệ nhân tạo ra các chi tiết tinh xảo và dễ dàng điều chỉnh hình dạng trong quá trình làm việc. Một ví dụ điển hình là tác phẩm của Michelangelo như bức tượng David trước khi được chạm khắc từ khối đá cẩm thạch đã được nghệ sĩ tạo mẫu bằng đất sét để thử nghiệm và định chi tiết. Kỹ thuật này mang lại sự linh hoạt lớn, giúp các nghệ sĩ dễ dàng điều chỉnh và sửa đổi tác phẩm khi cần. Đắp cũng cho phép việc tạo hình chi tiết một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn so với các phương pháp khác. Tuy nhiên, nhược điểm chính là vật liệu đắp thường dễ bị hư hại nếu không được xử lý và bảo quản đúng cách. Các tác phẩm từ kỹ thuật đắp cần phải được chuyển sang vật liệu bền hơn như đá hoặc kim loại nếu muốn sử dụng lâu dài. 5. Kỹ thuật tạo hình từ khối, block sculpture. Tạo hình từ khối hay còn gọi là block sculpture là kỹ thuật trong đó nghệ nhân bắt đầu từ một khối vật liệu lớn và dần dần loại bỏ các phần không cần thiết để hình thành tác phẩm. Ví dụ nổi tiếng trong kỹ thuật này là bức tượng David của Michelangelo được tạo ra từ một khối đá cẩm thạch lớn. Kỹ thuật này yêu cầu sự chính xác và kỹ năng cao để tạo ra hình dạng và chi tiết từ khối nguyên liệu. Ưu điểm của phương pháp này là khả năng tạo ra các tác phẩm lớn và mạnh mẽ với độ chính xác cao. Tuy nhiên, nó cũng đòi hỏi sự kiên nhẫn và công sức lớn vì việc loại bỏ vật liệu không cần thiết có thể mất nhiều thời gian và công sức. Ngoài ra, việc xử lý các khối vật liệu lớn có thể gặp khó khăn về mặt kỹ thuật và an toàn. 6. Kỹ thuật ghép assembling. Kỹ thuật ghép liên quan đến việc tạo ra tác phẩm điêu khắc bằng cách kết hợp nhiều mảnh vật liệu khác nhau. Đây là một phương pháp phổ biến trong nghệ thuật đương đại, cho phép sự sáng tạo không giới hạn và sự kết hợp các vật liệu khác nhau để tạo ra tác phẩm độc đáo. Ví dụ, nghệ sĩ Pablo Picasso đã sử dụng kỹ thuật ghép trong tác phẩm guitar của mình, sử dụng các mảnh kim loại và gỗ để tạo hình cây đàn guitar.
Kỹ thuật ghép mang lại sự linh hoạt và khả năng tạo ra các tác phẩm có cấu trúc phức tạp mà không thể thực hiện được bằng các phương pháp truyền thống. Tuy nhiên, việc ghép các mảnh vật liệu yêu cầu kỹ năng cao để đảm bảo tính đồng nhất và độ bền của tác phẩm. Công đoạn kết nối và gắn kết các mảnh cũng cần phải được thực hiện cẩn thận để tránh các vấn đề về độ bền và chất lượng. 7. Kỹ thuật tái chế và sử dụng vật liệu không truyền thống. Kỹ thuật tái chế trong điêu khắc liên quan đến việc sử dụng vật liệu đã qua sử dụng hoặc không còn giá trị để tạo ra các tác phẩm nghệ thuật mới. Đây là một xu hướng ngày càng phổ biến trong nghệ thuật đương đại, không chỉ giúp giảm thiểu lãng phí mà còn khuyến khích sự sáng tạo và đổi mới. Ví dụ, nghệ sĩ Tom Sách sử dụng các vật liệu tái chế như nhựa, kim loại và giấy để tạo ra các tác phẩm điêu khắc độc đáo và phản ánh vấn đề môi trường. Sử dụng vật liệu tái chế mang lại lợi ích về mặt bảo vệ môi trường và tạo cơ hội cho nghệ sĩ thể hiện sự sáng tạo theo cách mới mẻ. Tuy nhiên, việc xử lý và làm việc với các vật liệu không truyền thống có thể gặp khó khăn về chất lượng và độ bền của sản phẩm cuối cùng. Hơn nữa, việc chọn lựa và chuẩn bị vật liệu cũng cần phải cẩn thận để đảm bảo tính thẩm mỹ và chức năng của tác phẩm. Những kỹ thuật tạo hình điêu khắc này không chỉ góp phần làm phong phú thêm thế giới nghệ thuật mà còn phản ánh sự phát triển và sáng tạo trong ngành điêu khắc hiện đại. Các nghệ sĩ sử dụng những kỹ thuật này để tạo ra các tác phẩm độc đáo và ý nghĩa, mang lại giá trị và sự cảm nhận sâu sắc cho người xem. 8. Kỹ thuật hoàn thiện và bảo quản tác phẩm. Kỹ thuật hoàn thiện và bảo quản là bước quan trọng trong quá trình tạo hình điêu khắc nhằm bảo đảm rằng các tác phẩm không chỉ đẹp mà còn bền lâu theo thời gian. Quy trình này bao gồm việc xử lý bề mặt, phủ lớp bảo vệ và bảo trì tác phẩm. Một ví dụ tiêu biểu là bức tượng David của Michelangelo sau khi hoàn thành đã được phủ lớp bảo vệ và được bảo trì định kỳ để giữ gìn vẻ đẹp và sự nguyên vẹn của tác phẩm qua hàng thế kỷ. Hoàn thiện tác phẩm bao gồm việc làm mịn bề mặt, sơn hoặc phủ lớp bảo vệ như sơn, dầu hoặc chất chống thấm để bảo vệ tác phẩm khỏi các yếu tố môi trường. Các tác phẩm ngoài trời như các bức tượng công cộng thường cần lớp bảo vệ đặc biệt để chống lại thời tiết và ô nhiễm. Bảo quản và bảo trì định kỳ cũng rất quan trọng vì các yếu tố như ánh sáng mặt trời, độ ẩm và ô nhiễm có thể gây hại cho các tác phẩm. Ví dụ, tác phẩm The Tinker của Auguste Rodin đã phải trải qua nhiều lần bảo trì để duy trì sự hoàn hảo của nó. 9. Tương lai của các kỹ thuật tạo hình điêu khắc. Tương lai của các kỹ thuật tạo hình điêu khắc đang được định hình bởi sự kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và công nghệ hiện đại. Công nghệ in 3D, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới đang mở ra những khả năng mới trong việc tạo ra các tác phẩm điêu khắc. Ví dụ, nghệ sĩ Joshua Harker đã sử dụng công nghệ in 3D để tạo ra những tác phẩm điêu khắc phức tạp và tinh xảo, điều mà trước đây rất khó thực hiện bằng tay. Sự kết hợp giữa công nghệ và nghệ thuật không chỉ giúp mở rộng khả năng sáng tạo mà còn tạo ra các phương pháp sản xuất mới, hiệu quả và tiết kiệm thời gian. Trí tuệ nhân tạo cũng đang được nghiên cứu để hỗ trợ các nghệ sĩ trong việc thiết kế và dự đoán kết quả của các tác phẩm. Tuy nhiên, sự phát triển này cũng đặt ra câu hỏi về tính cá nhân và sự chân thực của nghệ thuật khi công nghệ trở thành một phần quan trọng trong quá trình sáng tạo. 10. Tương lai của điêu khắc bền vững. Điêu khắc bền vững là một xu hướng đang nổi lên trong nghệ thuật hiện đại, nhấn mạnh việc sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường và các phương pháp sản xuất bền vững. Nghệ sĩ như Olafur Eliasson đã sử dụng các vật liệu tái chế và các kỹ thuật bền vững trong các tác phẩm của mình để tạo ra sự tương tác và phản ánh vấn đề môi trường hiện nay. Điêu khắc bền vững không chỉ giúp giảm thiểu tác động môi trường mà còn khuyến khích các nghệ sĩ tìm kiếm giải pháp sáng tạo để sử dụng vật liệu một cách hiệu quả. Việc sử dụng vật liệu tái chế, giảm thiểu chất thải và bảo vệ môi trường đang trở thành ưu tiên trong nhiều dự án nghệ thuật hiện đại. Tuy nhiên, việc chuyển đổi sang các phương pháp bền vững cũng đòi hỏi sự đầu tư vào nghiên cứu và phát triển để đảm bảo rằng các tác phẩm không chỉ đẹp mà còn có thể tồn tại lâu dài mà không gây hại cho môi trường. Các kỹ thuật tạo hình điêu khắc, từ chạm khắc, đúc, đắp đến ghép đều mang lại những giá trị nghệ thuật và ứng dụng thiết thực trong đời sống. Những kỹ thuật này không chỉ giúp nghệ sĩ thể hiện sự sáng tạo mà còn phản ánh sự phát triển và đổi mới trong ngành điêu khắc. Qua các ví dụ thực tế, chúng ta thấy rằng việc hiểu và áp dụng các kỹ thuật này một cách chính xác có thể tạo ra những tác phẩm nghệ thuật có giá trị bền vững. Bài học quan trọng từ các kỹ thuật điêu khắc là sự kết hợp giữa truyền thống và đổi mới. Trong khi kỹ thuật truyền thống cung cấp nền tảng vững chắc, công nghệ mới và phương pháp bền vững mở ra cơ hội mới cho sáng tạo và bảo tồn. Điều này nhấn mạnh rằng nghệ thuật không chỉ là sự thể hiện cá nhân mà còn là một phần của sự tiến bộ và bảo vệ môi trường. Những nỗ lực này không chỉ tạo ra những tác phẩm đẹp mà còn đóng góp vào sự phát triển bền vững của xã hội và thế giới nghệ thuật.